Hi, lại là Mạnh đây. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái ngôi nhà ngọt ngào nhất mà mình từng được biết. Gọi là ngôi nhà chocolate. Ok, let's go. À quên, nó nằm ở đường Lý Tự Trọng, 281 Lý Tự Trọng. Và vừa mới khai trương hôm 23 tháng 8. Bây giờ mình mới có dịp giới thiệu cho các bạn. Như chúng ta đã biết, chocolate được làm từ quả cacao. Và mình cũng vào hỏi thì rất tiếc là hiện tại quả cacao không có, mình cũng chưa được thấy quả cacao lần nào. Thì hôm nay chắc review chay thôi. Chocolate mình cũng thật ra cũng không thích ăn lắm. Chỉ thấy cái quán nó đẹp nên là review cho mọi người. Ở đây có rất nhiều loại chocolate. Đấy. Hình như Hà Nội cũng có mấy kiểu chocolate, cái nhà chocolate thế này thì phải. Nhưng mà có gì ra Hà Nội thì mình sẽ quay sau. Đấy, nhưng mà ở đây quán thiết kế bởi Nobi Lighting, là cái một song fanpage mình cũng follow Nobi Lighting. Nhờ Nobi Lighting mình cũng biết đến đây. Vào nhìn một chút này. Mình đã order một cốc cacao. Cacao đá đấy. Em nhân viên xinh đẹp vừa mới đem mà đợi lâu quá nên xin này review trước. Đây trên tường đấy, những thẻ thỏi chocolate. Đấy, đây là quả cacao. Cũng tìm một dịp để đến cái vườn cây cacao nhưng mà vẫn chưa thể được thấy tận mắt nó thế nào. Rồi tiếp theo là hàng trưng bày. Cái này có được thử không em? Sẽ có một những cái đĩa nhỏ ở đây cho mình thử. Mình không chuyên về cacao nên là ăn thấy cái nào cũng ăn như nhau. Tùy có cái đắng. Có cái đắng quá. Thử. Ai có bạn gái thì dẫn bạn gái đến. Nên mua. Ở trên là theo kiểu xi măng và gạch. Cái gì theo triết lý thiết kế brick and. Đấy, quả cacao đây. Ở miền Trung, miền Bắc thì như hiếm khi nào thấy quả này. Đây, cái bàn ở giữa. Nhìn ra ngoài chút. Việt Nam Chocolate House. Quả khen bên này là cái gì? Đây là hạt cacao hả bạn? Đúng rồi. À, đây là hạt cacao nhá. Cacao đã lên men. Đấy, để hạt cacao. Người em phải khô. Nghe bảo quả cacao thì để được một tuần. Cái này là gì nhỉ? Cái hộp này là gì? Là hạt cacao rang với chất cây. À, đây là hạt cacao. Cái sâm bột à. Đây à? Mở ra ăn hay là sao? Anh có thể quay em được không? Dạ. Ôi bạn. Bạn gái xinh quá, xin quay sợ bạn không cho. Đấy, quán thiết kế khá là đẹp. Màu gam nóng. Cái này là gì để thử xem. Đến tay đúng không? Biết đâu như bạn này mình ấy nổi tiếng nhỉ? Cái này ăn luôn này. Dạ đúng rồi, tại vì cái này đã được rang rồi. Cái này gọi là gì? Dạ
Dạ, có hạt trái cây này là bưởi với lại cacao nếp là hạt cacao rang lên, xay lên. Quay mình khai nhỉ. Bùi bùi nhưng mà cũng được, không quay lắm. Ok, cũng hay hết. Cái ăn thì nó tốt cho da mà lại tốt cho niêm mạc. À, chứ nếp này nghĩa là gì em nhỉ? Nếp là được hạt cacao được rang á, cái hạt cacao được xay ra rồi. À, và dragon fruit là quả thanh long. À, đấy, hôm nay học được một từ mới luôn. Nips. À, có nghĩa là ở đây có rất nhiều sản phẩm nhá. Là cacao và jackfruit. Đấy, hoặc là cacao dragon fruit là hạt cacao nó trộn với nhiều loại. Đây. Cannabis, à, cacao beet. À, cái từ beet nips. À, pomelo peeling. Đấy là trái gì đây? Này. Cacao nibs and coconut là dừa. Đấy, nó sẽ trộn với các loại. Bây giờ biết. Và đu đủ nữa. Papaya, đây đu đủ. Ờ. Đi quầy, đây là quầy ba. Cacao tea. Trà cacao. À, có cả trà cacao nữa. Giờ mới nghe lần đầu luôn. Đấy, cái hạt đựng cacao. Cannabis. Lúc đầu đọc nhầm là cannabis. Đây cannabis. Hạt cacao đang xay. Mình cũng quên chưa xuất xem chủ ở đây là ai. Thường. À. Còn cái kia là không có đường. Đây là quả cao rang với đường dễ ăn hơn nhỉ. Ừ. 209.000 một hộp này à em? Bây giờ có hình con kiến nữa. Cái này con là trà cacao. Là mình phải pha nước vào đúng không? Chứ không phải ăn đúng không? Chi tu. Một cái hộp này là bao nhiêu tiền này? 860. Đấy. Cái này mà anh em mà tặng bạn gái thì đổ luôn ngay trong nốt nhạc. Đây, hết rồi. Đấy, review cho anh em mà thế thôi. Đây, nhìn đi một vòng nữa. Tôi mua ủng hộ rồi anh em ạ, rồi mới được quay ấy. Chứ không phải là vào xin quay là quay được. Ok. Đây, đây là cốc cacao. 65k. Lâu lắm rồi. Đấy, ngoài đường nhìn. Quay mình chút nào. Sau khi uống vài ngụm mà cốc cầu đá thì cảm giác là hơi khó uống chút. Chắc là uống cacao về, uống cacao nóng thì hợp hơn. Mình cảm giác một chút hơi tanh tanh. Chắc là do pha đá.
ở đây mình cũng thấy có một cái lời chúc mình vừa đến mới khai trương. Chúc mừng khai trương gia đình yêu con. Đấy, anh em cố sống tốt với gia đình nhá. Thì gia đình support cho mở quán thế này là cần, không khéo vậy cần trợ giúp kinh tế. quán ở đây mở từ 9 giờ. Quán ở đây mở từ bao nhiêu em nhỉ? Từ mấy giờ đến mấy giờ nhỉ? Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Ở đây cũng là cà phê nữa. Nếu không phải riêng chocolate được. Ok, nhìn ra ngoài đường một chút. Chắc là dừng clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hy vọng có clip cũng giới thiệu cho các bạn được nhạc chocolate.